Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề sử dụng máy tính, thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn về cái cách các bạn đặt mật khẩu trên máy tính Windows 10 nhé. Dành cho các bạn mới sử dụng máy tính lần đầu hoặc là người lớn tuổi và người già nên có nhu cầu về sử dụng máy tính nhé. Đó, thì trong quá trình các bạn sử dụng máy tính thì các bạn sẽ có nhu cầu đặt mật khẩu để đảm bảo các bạn bảo mật cái thông tin cá nhân của các bạn cũng như là các cái công việc ở trên máy tính của các bạn nhé. Khi các bạn sử dụng máy tính mà dùng chung với nhiều người chẳng hạn. Đó, thì video này cũng tương tự như các video trước, thì mình tiếp tục chia sẻ với các bạn mới bắt đầu, cho nên là mình sẽ đi chậm và chi tiết để các bạn dễ theo dõi nhé. Rồi, thì để cài đặt mật khẩu đến Windows 10 thì các bạn sẽ làm theo các cái bước như sau. Đầu tiên là các bạn sẽ vào cái mục Start menu các bạn này. Đấy nhá. Thì mình nghĩ là cái đặt mật khẩu thì cũng không khó lắm đâu, mình nghĩ là ai cũng làm được thôi. Các bạn tích vào cái Start menu ở đến Win 10 này. Đó, tiếp theo các bạn sẽ vào cái mục có cái hình bánh xe này nhá. Hình bánh xe có nghĩa là setting cài đặt trên Win 10. Các bạn tích chuột trái vào nhé. Đó, các thao tác thì hầu như là các bạn chỉ cần kích chuột trái thôi. Rồi tiếp theo là ở đây là chúng ta sẽ có cái mục là Windows setting này. Đó, tất cả những cái cài đặt ở trên Win 10 thì nó đều nằm ở trên cái cửa sổ này hết. Đó, thì để đặt mật khẩu thì các bạn sẽ nhìn vào cái xuống phía dưới này nhá. Các bạn vào cái mục có cái hình người đây này. Mình tạm đọc là icon nhé. Tạm đọc như vậy, các bạn tích vào đây. Rồi, tiếp theo sau khi vào cửa sổ setting home này, đấy thì các bạn sẽ vào cái mục có cái biểu tượng hình chiếc chìa khóa này, đó là sign in orbital, để chúng ta cài đặt mật khẩu cho máy tính nhé. Các bạn tích vào đây. Đó. Rồi lúc này các bạn nhìn sang phía bên phải này, chúng ta sẽ có cái mục là sign in orbital, thì các bạn sẽ kéo cái thanh tuyền này xuống này. Ở đây thì Windows 10 sẽ cung cấp cho chúng ta ba cái cách để chúng ta đặt mật khẩu ở trên máy tính. Đó là cách thứ nhất, đó là các bạn sẽ đặt bằng bật quật. Thì cách này là các bạn có thể đặt mật khẩu bằng số này, đấy, hoặc là bằng chữ. Đó. Rồi cách thứ hai là các bạn sẽ đặt bằng cái mã pin. Mã pin giống như các bạn đặt ở trên điện thoại đó. Và cách thứ ba là các bạn sẽ đặt bằng cái hình ảnh. Đó. Thì đối với cái đặt bằng hình ảnh thì nó phức tạp hơn các bạn này và khó dùng hơn. Đó thì thường thường là đối với các bạn mới sử dụng máy tính lần đầu ấy thì các bạn nên dùng cái cách thứ nhất, đó là bật gột. Đó thì mình nghĩ là nó dễ hơn. Đó. Và đa số là hay dùng cái cách này, bật gột nhá. Rồi thì để đặt mật khẩu thì các bạn sẽ kích vào cái mục là SADD, các bạn tích chuột vào đây. Đó thì sau khi các bạn kích chuột vào thì chúng ta sẽ có cái mục là create a password, có nghĩa là tạo một cái mật khẩu. Đấy, bật quật là mật khẩu đấy. Thì ở đây các bạn sẽ đặt một cái mật khẩu nào đó. Ví dụ như mình đặt là 12345 đi nhá. Ví dụ mình đặt 12345 đi. 1 này, 2 3 4 5 này. Đó, gõ bằng số luôn. Đó, 12345. Các bạn tích vào đây thì cái hình người này nó sẽ hiện lên cái số đây này. Đó, 12345. Thì ô thứ hai là các bạn sẽ gõ lại mật khẩu nhá. Gọi là y chang như vậy, 12345. Đó, và cái dòng thứ ba ấy thì các bạn sẽ cái máy tính nó yêu cầu là các bạn gõ một cái chữ gì đó mà các bạn dễ nhớ, hoặc là gõ một cái thông tin nào đó các bạn dễ nhớ, để sau này lỡ may các bạn quên mật khẩu ấy, thì các bạn gõ cái thông tin này vào thì các bạn có thể lấy lại mật khẩu chẳng hạn như vậy. Các bạn có thể đặt một cái lời bài hát hoặc là một cái lời thơ nào đó, vân vân. Ở đây ví dụ như là mình đặt cái chữ là máy tính nhé. Đấy, ví dụ như vậy. Đấy, mình làm demo các bạn thôi, cho nên mình lấy đơn giản thôi ha, máy tính này. Đây, máy tính nhá các bạn. Đó. Thì sau này mình lỡ may mình quên mật khẩu thì mình sẽ gọi từ máy tính này lại, theo yêu cầu của máy tính thì mình có thể lấy được mật khẩu này lại. Đó. Thì sau khi các bạn tạo được như thế này xong ấy thì chúng ta sẽ bấm vào mục net. Đấy, để chúng ta tạo mật khẩu nhá. Rồi, như vậy là đã tạo một cái mật khẩu thì các bạn tiếp tục bấm vào Phoenix nhá. Phoenix lần nữa. Đó, như vậy là lúc này chúng ta đã tạo một cái mật khẩu và máy tính nó để ra cái chữ là change, có nghĩa là có thể thay đổi mật khẩu được, đúng không? Thay đổi sang mật khẩu khác. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động lại máy các bạn nhé, để các bạn xem thử là máy tính nó sẽ yêu cầu chúng ta nhập mật khẩu nhé. Đó, thì khi máy tính đã được cài đặt mật khẩu ấy, thì bây giờ sau khi các bạn khởi động lại máy hoặc là các bạn tắt máy, các bạn mở lại ấy, thì các bạn phải nhập đúng mật khẩu nhé, thì các bạn mới vào được. Còn nếu các bạn nhập sai mật khẩu là chúng ta sẽ không vào được. Đấy, và kể cả những người khác cũng vậy, bắt buộc phải có mật khẩu thì chúng ta mới vào được các bạn nhé. Rồi mình sẽ chọn restart nhé, chọn restart đi, mình sẽ đóng lại bớt cái này đi, mình sẽ tắt wifi đi nha để mình vào mật khẩu nhé. Đây đóng này, rồi scan, rồi đây các bạn kích vào đây nha, một bao cơ này nha. Rồi chúng ta chọn vào restart này để chúng ta khởi động lại máy này. Đó, các bạn chờ một tí nhé. Rồi thì mình cũng chia sẻ thêm các bạn là đối với cái mật khẩu của
Máy tính ấy, thì các bạn lưu ý là nếu như bạn ít khi dùng mật khẩu thì các bạn nên ghi vào một cái cuốn sổ nhé. Trong trường hợp là sau này các bạn ít khi dùng máy tính mà các bạn quay lại các bạn dùng là các bạn quên mật khẩu là rất là phiền phức luôn. Đó thì các bạn nên ghi vào một cái cuốn sổ nào đó hoặc là một cái nơi nào đó các bạn thấy an toàn. Để trường hợp là dự phòng là các bạn quên thì các bạn có thể lấy ra các bạn truy cập vào máy tính nhé. Đấy, vì trong một số trường hợp khi các bạn quên mật khẩu là các bạn phải cài lại Win. Bởi vì nếu mà lấy mật khẩu hoặc là các bạn cập nhật vào thì có một số thao tác tương đối phức tạp, đặc biệt là các bạn mà mới sử dụng máy tính lần đầu. Rồi mình thì kích vào đây. Đó, thì sau khi các bạn kích vào thì máy tính nó sẽ hỏi mật khẩu đấy các bạn này. Đấy, Andy Master này. Đó, nó hỏi bắt cuộc đấy các bạn này nhá. Đó, lúc này mà các bạn không có mật khẩu là các bạn bó tay luôn, các bạn sẽ không vào được máy tính được. Đấy, các bạn sẽ không sử dụng máy tính được. Đó, thì bắt cuộc lúc này mình đặt là 1 2 3 4 5 đúng không? Thì mình sẽ gõ lại nhé. 1 2 3 4 5. Đó. Rồi sau khi gọi xong thì các bạn sẽ bấm Enter hoặc là các bạn bấm kích chuột vào cái mũi tên này. Đấy, thì như vậy là mình đã vào được máy tính sau khi mình nhập cái mật khẩu là 12345. Rồi, sang cái nội dung thứ hai đó là thay đổi mật khẩu. Thì các bạn lưu ý là đối với mật khẩu ấy thì các bạn sẽ thay đổi được. Nếu như các bạn thấy mật khẩu của các bạn là không an toàn hoặc là khó nhớ thì các bạn sẽ thay đổi. Đó, thì các bạn sẽ kích vào lại lúc này nha, vào Start Menu này, vào hình bánh xe này. Đó, vào lại cái mục Icon ở dưới này. Rồi. Vào tiếp cái biểu tượng có hình chìa khóa này. Đó. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ vào cái mục bạt cuột hình chìa khóa đây. Các bạn sẽ mục kích vào Change có nghĩa là thay đổi đấy, các bạn kích vào đây. Đó, thì lúc này máy tính nó sẽ yêu cầu chúng ta là nhập lại cái mật khẩu cũ. Đó. Thì mình sẽ nhập vào là 12345 nhé. Đó, 12345. Đấy, mình nhập quá rồi. Nhập lại 12345. Đó, bấm vào đây cái mặt hình trước mặt này để kiểm tra xem thử đúng chưa. Rồi đúng rồi. Bấm Next. Đó, thì sau khi có cái này thì các bạn sẽ máy tính nó yêu cầu là nhập một cái mật khẩu mới vào đây, new password để các bạn thay cái mật khẩu cũ nhé. Thì bây giờ mình sẽ nhập một cái mật khẩu mới chẳng hạn như là 123456 chẳng hạn, 123456. Rồi. Thì dòng thứ hai thì yêu cầu là nhập lại mật khẩu nhé. Đó, thì chúng ta cũng gọi lại là 123456. Đó. Và dòng thứ ba như lúc nãy mình chia sẻ các bạn á, là các bạn sẽ ghi vào đây một cái dòng chữ mà các bạn dễ nhớ để sau này lỡ may chúng ta quên. Đó, thì mình sẽ ghi cái chữ là sử dụng máy tính chẳng hạn á, sử dụng máy tính chẳng hạn, sử dụng này. Đây. Đó, cái này mình làm demo cho các bạn thôi nha, máy tính này. Đó, sử dụng máy tính. Rồi. Thì sau khi có cái này, mình đã nhập mật khẩu từ 1 đến 6 rồi, thay cho cái mật khẩu lúc đầu là 1 đến 5 nhá. Đó, thì chúng ta bấm vào Next này. Rồi tiếp tục là bấm Finish này. Đấy, như vậy là mình đã thay cái mật khẩu mới rồi và đã thay đổi thành công. Đó. Rồi sang cái nội dung thứ ba thì cũng chia sẻ các bạn luôn, đó là xóa mật khẩu trên máy tính. Thì trong một số trường hợp thì các bạn sử dụng máy tính mà các bạn thấy không cần thiết đặt mật khẩu, bởi vì trong một số trường hợp thì một số bạn sẽ thấy phiền phức hoặc là khi mở máy tính lên là các bạn phải nhập mật khẩu thì các bạn mới vào được. Đấy. Đó thì chúng ta sẽ xóa như thế nào? Thì cách xóa cũng đơn giản thôi các bạn nhé. Các bạn sẽ vào lại là Start Menu này, vào lại cái hình Setting này. Đó, vào lại cái mục là Icon này. Đấy. Rồi, tiếp theo là các bạn sẽ vào lại cái hình chìa khóa nha, hình chìa khóa này. Đây. Đó, rồi tiếp theo chúng ta sẽ vào lại cái mục bạt cuột, tức là vào cái mục Sign In Button ấy, vào lại cái mục bạt cuột hình chìa khóa dưới này. Các bạn kích vào cái mục Change nha. Đó. Bây giờ máy tính yêu cầu chúng ta nhập mật khẩu của chúng ta. Đó, thì chúng ta sẽ nhập là 123456. Bởi vì lúc này là mình đặt là 1 đến 6 mà. Đó, bấm vào xem thử đúng chưa nha. Đó, vậy sau khi bấm vào đây rồi thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút Next. Đấy. Thì như vậy là khi các bạn đã bấm cái mật khẩu vào thì máy tính của chúng ta nó sẽ yêu cầu chúng ta nhập mật khẩu ba cái ô này giống như lúc này đó. Đó. Nhưng mà nếu các bạn bỏ mật khẩu ấy thì chúng ta sẽ để trống ba ô này nha. Đấy, các bạn lưu ý là nếu các bạn bỏ mật khẩu ấy thì chúng ta sẽ không ghi mật khẩu vào đây nữa. Có nghĩa là chúng ta sẽ để trống ba ô này. Thì các bạn kích vào cái nút Next nhé. Thì chúng ta sẽ gỡ bỏ mật khẩu luôn. Next này. Rồi Finish này. Đó. Như vậy là máy tính nó đã gỡ bỏ mật khẩu. Đó. Thì sau khi các bạn gỡ bỏ mật khẩu xong thì ở đây máy tính nó thông báo các bạn này là bạn không có một cái mật khẩu ở trong trong trung tâm máy tính của các bạn, không có một cái mật khẩu trong trung tâm máy tính của các bạn, bạn cần tạo một cái mật khẩu để sử dụng cái chức năng này.
Đó, có nghĩa là mình đã bỏ mật khẩu đi thành công nhé. Đấy. Còn nếu các bạn muốn tạo lại mật khẩu thì các bạn bấm vào mục Add này để chúng ta tạo lại nhé. Đấy, cách làm rất là đơn giản như vậy thôi. Rồi, thì mình vừa chia sẻ các bạn về cái cách đặt mật khẩu cũng như là thay đổi hoặc là xóa mật khẩu khi cần thiết ở trên máy tính Windows 10 để phục vụ cái công việc của các bạn nhé. Rồi, thì mình xin dừng video ở đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn đặt mật khẩu ở trên máy tính Windows 10 thành công nhé. Sau video này, bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn.